Sở xây dựng thành phố Cần Thơ phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Vĩnh Thạnh lấy ý kiến dự thảo định hướng cảnh quan kiến trúc thành phố Cần Thơ nói chung và huyện Vĩnh Thạnh nói riêng. Định hướng kiến trúc không gian cảnh quan đối với hai thị trấn Vĩnh Thạnh và Thành An là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế văn hóa của huyện Vĩnh Thạnh. Tập trung theo tuyến quốc lộ 80, kênh cái sắn và tỉnh lộ 919. Trong tương lai kết nối với đường Hồ Chí Minh và cao tốc Sóc Trăng-Châu Đốc, định hướng phát triển kiến trúc mới sáng tạo hiện đại, kiến trúc xanh hướng tới kiến trúc mang tính chân thiện mỹ, phù hợp với thiên nhiên môi trường và phù hợp với văn hóa của từng địa phương, nhưng đảm bảo tuân thủ quy chuẩn phù hợp với chuẩn xây dựng hiện hành. Đối với phát triển nông thôn quyền chính thạnh theo mô hình nông thôn mới, các điểm khu dân cư nông thôn ở tập trung tại các xã gắn với sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, cung cấp sản phẩm nông nghiệp sạch cho khu vực trung tâm các điểm dân cư nông thôn ở quy mô nhỏ gắn với các hoạt động sinh thái dịch vụ du lịch và duy trì làng nghề truyền thống